khi mình chưng ra chỗ mà khách hơi tay ấy, thì khách nó sẽ thấy cái hình, thì khách nó sẽ hỏi mình, thì mình sẽ nói là làm nửa rất là nhanh, khoảng chừng 20-30 phút, nhưng mà rất là hiệu quả. Ví dụ như mình làm nửa mặt á, mình nói với khách nếu mà không thấy hiệu quả mình sẽ không lấy tiền, thì khách nó sẽ làm, mình mới thử. Khi mà khách thử thì mình sẽ có thể giới thiệu thêm là sữa rửa mặt bán được, hoặc là cái mask cũng có thể bán được, hoặc là những cái night cream trend from midnight á, mình cũng có thể bán được. Mà một số người á, người ta sẽ hỏi là bao nhiêu lần take care như vậy, thì mình nói là khoảng 2-3 lần, thì nó sẽ nói là nhiều khi mắc quá thì 45 đồng mỗi lần nó có thể nó không có lấy được, thì mình sẽ nói là mình sẽ có máy mình bán cho nó về nhà xài. Thì bất cứ cái nào mình cũng có thể cung cấp cho khách hàng được. Bán cái máy thì có liền khoảng 450 thì nó trả thẻ thì cũng dễ, cho nên là mình cũng bán được cho khách. Còn nếu không thì nói mình thử trước đi 1-2 lần, nếu mình thích thì mình mua sau. Dạ, cảm ơn chị ha. Thì em giúp chị, bà chủ bán được nhiều cái máy Galaxy Bar trong tiệm ha. Thì mình quay qua cái tiệm, mình thấy cái tiệm nó rất là đẹp. Thì bên tiệm nó có để những cái menu cho tiệm nail. Thì những cái menu này thì trong đây nó có những cái tủ để trưng cái máy body. Thì đối với những người Mỹ thì có rất là nhiều cái nếp nhăn, nhiều cái wrinkle. Thì đây là những cái sản phẩm để có thể là những người chủ tiệm nail bán thêm cho khách hàng. Và khi mình làm chủ tiệm nail, mình bán những cái sản phẩm này, thì khi mà anh chị bán được một cái máy như vậy thì công ty nó sẽ cho mình lại cái tiền hoa hồng, có thể là tiền commission đó. Thì nếu một cái máy này mà anh chị mà bán được cho khách hàng Mỹ thì công ty nó cho mình lại là khoảng 75 đồng. Thì đó là cái sản phẩm mà anh chị có thể là bán thêm trong tiệm để giúp cho tiệm có thêm một cái income. Thì đây là những cái sản phẩm mà anh chị bán để tăng thêm cái income ở trong tiệm. Thì phía bên tay phải chúng ta thì có cái menu, có menu ở phía dưới. Thì khi mà cái menu này thì để trên cái bàn hơi tay á anh chị, thì khi mà để trên bàn hơi tay như vậy thì khi khách hàng đang ngồi hơi tay từ 3 tới 5 phút thì lúc đó khách hàng sẽ nhìn lên cái bảng menu này và thấy những cái poster để như vậy thì khách hàng nó rất là thích. Và bên tay phải mình thì có cái TV chiếu những cái đài tin tức của cái new của cái đài. Và bên cạnh tay phải thì có những cái menu như vậy. Cái menu này nó rất là đẹp. Thì khi mà có cái menu như vậy thì khách hàng ta sẽ nhìn ta thấy được. Đây là những cái sản phẩm nó rất là hiệu quả để anh chị có thể là làm đại diện cho công ty để bán những cái sản phẩm này trong tiệm nail, để giúp cho tiệm nail mình có thể là được một cái nguồn income là 3.000, 5.000, 7.000, giúp cho mình cái tăng thêm, đỡ thêm cái tiền, đỡ phải cái trả thêm cái tiền nhà. Và đây là cái menu trong cái tiệm mình. Thì mỗi một cái ghế nó có một cái menu. Thì đây là những cái sản phẩm trong công ty, đây gọi là no pedicure special, no pedicure trong tiệm. Đó là những sản phẩm mình đều có sẵn ở đây. Thì anh chị mình nên tận dụng những cái cơ hội đó, có thể là anh chị em mình có thể là giúp cho trong ngành nail mình tăng thêm cái income, và tiệm nail mình sẽ bán được rất là nhiều sản phẩm của công ty, và lúc đó công ty mình sẽ trả tiền commission cho chủ tiệm nail. Thì đây là cái thời buổi kinh tế của Mỹ nó đang khó khăn, thì tất cả tình hình chung nail nó đang khó khăn, thì anh chị làm đại diện cho công ty để bán những cái sản phẩm này. Đây là những cái sản phẩm rất là độc đáo mà đa số những khách hàng ở trong tiệm nail rất là thích những cái sản phẩm này. Chúc tất cả các anh chị em trong tiệm nail trên nước Mỹ làm đại diện cho công ty Nu Skin.